Kính thưa các nhà báo, các nhà truyền thông, để nói cái tính mục đích trong giải quyết những vấn đề xã hội, trong truyền thông và đặc biệt truyền thông tôn giáo, nó có cái tác dụng và ảnh hưởng rất lớn tới đời sống xã hội. Mà xin thưa quý vị, chúng tôi luôn mong muốn trong tính mục đích cao nhất đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam là xiển dương những giá trị tốt lành của đời sống xã hội, phát hiện những gương điển hình, phát hiện những việc làm tích cực, phát hiện những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đang ảnh hưởng tới đời sống xã hội. Những việc làm đó sẽ mang lại cái giá trị lớn cho đời sống. Còn những thông tin trái ngược rất cần phải nói, phải đấu tranh. Tuy nhiên, cái nói, cái đấu tranh phải đúng chỗ, đúng lúc và đúng mức, để làm sao giữ lại được cái mà nhiều người nghĩ Phật giáo, đó là những giá trị tốt lành của chuẩn mực khiêm cung, từ ái và lòng vị tha, chứ không phải mình đôi co, mình cũng giống như người khác. Nếu có cái đó, xin thưa mới tốt. Xin thưa quý vị, sang cái phần thứ ba là cái phần định hướng cho truyền thông. Thì xin thưa quý vị, định hướng cho truyền thông nói chung và định hướng cho truyền thông Phật giáo ngày nay là việc xác định truyền thông về nội dung gì, về hoạt động gì, về lĩnh vực gì và mục đích của truyền thông như thế nào. Thì xin thưa cái phần đầu, cái phần vừa nói về cái mục đích truyền thông, nó đã thể hiện được cái định hướng. Cái định hướng hết sức quan trọng. Xin thưa Hòa Thượng, Phó Chủ tịch Trưởng ban Truyền thông, bây giờ chúng ta có bộ máy truyền thông của giáo hội từ cấp trung ương cho tới cấp địa phương. Chúng ta có cả một trang Phật sự online, nhiều trang mạng, nhiều trang tin. Thì việc định hướng cho truyền thông trong những thời điểm nhất định, với những hoạt động nhất định, thông qua các sự kiện Phật giáo hàng năm, đó là cái tương đối ổn định. Nhưng cái định hướng mang tính chiến lược, mang tính lâu dài, đó chính là khai thác tính tích cực của đời sống xã hội gắn với Phật giáo, và Phật giáo với những giá trị tích cực đóng góp cho đời sống xã hội. Mình cứ viết cái hay, cái tốt, rồi cái xấu nó sẽ tự tiêu. Còn mình cứ đi vào cái xấu, cái mà được nhiều người câu view, cái mà được nhiều người quan tâm, thì xin thưa, cái xấu càng nêu nhiều, xã hội càng rối rắm. Cái đó là cái mà xin thưa phải tính. Quý vị cứ hình dung, nó giống như con người thôi. Người nào đi ra mà chỉ nói chuyện thiện lành thì người đó rất là lành. Nhưng người nào đi ra chỉ khai thác chuyện xấu của người khác, thằng A mắt xích, thằng B méo miệng, thằng C tóc vớ vẩn, chỉ khai thác những khía cạnh xấu, thì con người đó lúc nào cũng nhìn sự vật hiện tượng, nhìn con người và xã hội dưới sự méo mó. Còn người nào bỏ qua, chỉ nhìn cái tốt, chỉ phát hiện cái tốt, chỉ đến với cái tốt, thì con người nó sẽ khác. Giống như Đức Phật đã từng nói trước đây, trước mặt Phật tất cả mọi người đều là Phật, ai cũng có Phật tính. Và Phật tính đó nếu được nhân lên, được phát triển, chắc chắn sớm hay muộn người đó sẽ thành Phật. Thế còn chỉ nhìn cái xấu thôi, đương nhiên nhìn cái xấu chỉ ra là tốt, người ta sẽ cố gắng thấy mà sửa. Nhưng để được một người sửa do phát hiện cái xấu, thì có khi một hai người khác lại nhiễm cái xấu đó theo con đường, vẽ đường cho hiu chạy để người ta xấu hơn. Cho nên tốt nhất với Phật giáo, hãy khai thác
khía cạnh tích cực của đời sống xã hội đối với tôn giáo, của tôn giáo đối với đời sống xã hội. Cái đó là cái định hướng hết sức quan trọng. Trong cái định hướng cho truyền thông, xin thưa quý vị, cũng phải có những giới hạn nhất định. Ở đây có rất nhiều nhà báo hiểu luật báo chí và nắm được luật của tiếp cận thông tin, luật của việc phản ánh và cung cấp thông tin. Thì xin thưa quý vị, xã hội chúng ta là xã hội dân chủ, xã hội bình đẳng, nhưng chúng ta cũng là xã hội có pháp luật. Trong cuộc sống phải tôn trọng quyền của mỗi người. Chính vì thế, để thể hiện sự tôn trọng quyền của mỗi người với tinh thần dân chủ cởi mở, thì cũng chỉ có thể nói được những gì mà không ảnh hưởng tới uy tín, tới quyền lợi của người khác. Nói điều thật, điều đúng, chứ không được nói điều sai. Tương tự nghe cũng như thế, tiếp cận thông tin cũng như thế. Xin thưa quý vị, đến như anh em chúng tôi làm công tác quản lý nhà nước về Phật giáo cả nước, nhưng có những thông tin lãnh đạo ban mới được biết, lãnh đạo cấp vụ không được biết. Trong cơ quan có những vấn đề cả cơ quan biết, nhưng người phát ngôn phải được lãnh đạo ban giao nhiệm vụ. Ví dụ, nói về Phật giáo thì do người quản lý Phật giáo nói. Nói về Công giáo phải do người quản lý về Công giáo nói. Và tương tự các tôn giáo khác cũng thế. Khi nói, chỉ được phép nói trong phạm vi của mình, không được quyền thông tin, bình luận, xuyên tạc những vấn đề liên quan tới các tôn giáo khác, làm ảnh hưởng tới đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, vân vân. Để nói rằng quyền được nghe thông tin, nhưng cũng chỉ được nghe ở phạm vi nhất định, chứ không phải ai cũng có thể được nghe hết. Quyền được cung cấp, được phản ánh thông tin, nhưng cũng được cung cấp phản ánh trong giới hạn phạm vi của mình được phép, chứ không phải ai cũng có thể biết. Cái đó thì xin thưa, trong luật báo chí đã quy định. Với cái quy định như thế thì định hướng truyền thông hiện nay còn có một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là ngoài phản ánh tính tích cực tốt đẹp thì cũng phải có câu chuyện đấu tranh và phản biện xã hội. Tuy nhiên xin thưa quý vị, đấu tranh và phản biện xã hội là một trong nhiệm vụ của báo chí, một trong những nhiệm vụ quan trọng của những người làm công tác truyền thông. Nhưng với Phật giáo chúng ta thì đấu tranh không giống như đấu tranh ngoài đời, và cũng có thể phải khác với đấu tranh của nhiều tôn giáo khác. Bởi tôn giáo chúng ta là tôn giáo của từ bi, tôn giáo của trí tuệ, tôn giáo của nhân quả. Cho nên quý vị mới thấy trong đời sống xã hội, ứng xử và truyền thông với nhau được thể hiện bằng rất nhiều cách. Thì tôn giáo Phật giáo chúng ta phải có cách riêng. Quý vị có nghe câu chuyện kể một ông quan văn và một ông quan võ cùng xử lý một hành vi của một đứa trẻ. Chuyện kể một lần có một ông quan văn đi qua đường, thì đứa trẻ trèo lên cành cây, hái lá cây và ném xuống đầu ông quan văn. Ông quan văn ngước lên, ông có thấy đứa trẻ này chắc chắn không ngoan.
Nhưng ông không thể kéo đứa trẻ xuống để, không thể kéo xuống để đánh được. Và ông nghĩ sẽ có người dạy nó. Thoáng qua nghĩ tới người dạy nó, ông liền nói một câu: cháu giỏi lắm, biết trèo lên cây hái lá cây để rải xuống đầu những người đi qua, cháu giỏi lắm. Đứa trẻ tưởng thật. Hôm sau thấy người đi qua cũng hái lá cây dội xuống đầu người đi qua. Không may đó là một ông quan võ. Ông không điềm tĩnh được, ông không giữ được. Ông liền thét lính kéo xuống, tét vào mông trong mấy roi đau điếng. Ứng xử với hành vi của một đứa trẻ, ông quan văn khác, đúng không ạ? Còn với ông quan võ, ngược lại. Mình so sánh việc ứng xử giữa các cá nhân, các tổ chức, các pháp nhân với nhau là hơi khó. Nhưng rõ ràng mình phải có cách ứng xử riêng. Để làm sao hiệu quả ứng xử phải cao nhất, lâu dài nhất và giá trị nhất, thì người ta mới thấy cái tầm tôn giáo của mình. Cho nên xin thưa quý vị, cùng làm công tác này, tôi đã có hơn 22 năm trải nghiệm với các cụ trong Phật giáo. 16 năm tôi làm vụ trưởng, tôi gắn với các vị cao tăng trong giáo hội từ Bắc cho Chí Nam khá nhiều. Có những vị hòa thượng gần như cả ngày rất ít nói, nhưng ai đến cũng kính trọng, ai đến cũng nể sợ, và ai đến cũng học được những điều hết sức tốt lành khi gặp hòa thượng đó. Còn có những người ngược lại, tôi chỉ xin thưa hòa thượng đệ nhị chủ tịch Thích Trí Tịnh là người gắn bó với tôi tương đối dài. Mỗi lần có việc của giáo hội mà cần phải nói cái ý kiến của nhà nước đối với cụ, bởi vì anh em chúng tôi là cấp, phải nói với người cao nhất của giáo hội hoặc tổng thư ký hoặc phó chủ tịch phụ trách. Nếu nói tổng thư ký, nói phó chủ tịch mà không được thì gặp cụ chủ tịch để cụ nói. Mà xưa thì xin thưa quý vị, từ 2008 trở về trước thì vấn đề Phật giáo phức tạp hơn bây giờ nhiều lắm. Vì lúc đó còn có một bộ phận các vị sư ngả bên này hướng bên khác trong và ngoài nước. Lúc đó tôi đã làm vụ trưởng được 3-4 năm. Nhiều việc nói với các vị tổng thư ký tránh văn phòng không được, lên cụ chủ tịch nói với cụ câu, cụ không nói gì. Cụ cho người gọi tránh văn phòng, gọi phó chủ tịch lên tận chùa của cụ. Cụ cứ nói: ông uống nước đi. Khi các vị có trách nhiệm giúp cho cụ đến, cụ nói mỗi câu thôi. Ông vụ trưởng trông trẻ mà ông nói đúng đấy, vì ông đại diện cho nhà nước. Các thầy làm đi thôi, không nói câu gì nữa hết, không nói nhiều. Và có những lần chuẩn bị cho đại hội, tôi qua 4 kỳ đại hội của giáo hội, khi bàn tới những vấn đề về đường hướng, về nhân sự rất căng, thì bàn là phải bàn với các quý thầy giúp việc trước. Và trong quá trình thực hiện thì có những vấn đề liên quan giữa nhà nước với tôn giáo, bao giờ xã hội nào có thế. Có những vấn đề đồng thuận thì rất tốt, nhưng có những vấn đề
còn chưa đồng thuận thì phải trao đổi. Thì xin thưa quý vị, có những vị hòa thượng cấp dưới của cụ chủ tịch nói dứt khoát việc này không thể thay đổi. Tôi vì làm vụ trưởng cho nên phải đại diện cho cơ quan nhà nước, tôi nói là khi cụ chủ tịch chưa nói thì xin thưa cụ đừng kết luận vội. Và tôi đã đến chỗ cụ cũng xử sự đúng như rất nhiều lần xử sự. Cụ gọi hai người có trách nhiệm liên quan tới công việc. Cụ nói một câu: đạo không đứng ngoài xã hội đâu. Ông vụ trưởng đã nói đó là chủ trương đúng của nhà nước, các thầy làm đi. Bởi vì cụ biết rất rõ, một lời nói có nghĩa là một chủ trương. Khi chưa đồng thuận thì phải tiếp tục bàn, nhưng khi bàn rồi mà khẳng định chủ trương đó có vấn đề, nó là chuyện khác. Còn chủ trương phù hợp mà cần thiết phải làm vì lợi ích chung của đất nước, trong đó có lợi ích của tôn giáo, thì cố gắng triển khai để thực hiện. Và cụ chủ tịch bao giờ cũng thể hiện cái điều đó. Cho nên tôi mới nói vui là cái người mà cụ chọn, cho đến nay ba người thì chỉ còn có mỗi hai người, còn cụ thì đi rồi. Đó là lần bác Ngô Yên Thi chọn một người làm vụ trưởng vụ Phật giáo. Lúc đó tôi còn quá ít cái thời gian làm ở ban tôn giáo. Bác Ngô Yên Thi bác chọn, bác đi khắp từ Lạng Sơn cho đến Cà Mau, cứ gặp các bậc cao tăng thì bác hỏi là chú này làm được vụ trưởng không. Thì có cụ nói làm được, mà cũng có cụ nói là không nói làm được. Nhưng các cụ nói câu là trông ông này còn trẻ quá. Cuối cùng đến cụ chủ tịch, xin thưa quý vị, cụ nói một câu rất vui mà bác Ngô Yên Thi bây giờ ở Huế vẫn nhắc lại. Cụ nói là không ông này thì chẳng ông nào làm cả. Kiếp trước tôi với ông này cùng tu hành, tôi tu kém cho nên tôi tiếp tục phải ở lại tu. Còn ông này tu tốt, ông lại ra đời, ông quay lại, ông quản lý chúng tôi. Không ông này chẳng ông nào làm. Bác Ngô Yên Thi vẫn nhắc đùa câu thế. Mà lúc đó là cụ mới có tám mấy tuổi. Để nói là nếu biết cách xử lý, nếu biết cách làm, và nếu biết cách đi vào lòng nhau bằng sự chân thành đúng đắn, với những định hướng đúng, chắc chắn công việc sẽ hiệu quả. Thì truyền thông chúng ta cũng thế. Tôi và cụ chủ tịch gắn bó với nhau mười mấy năm, chưa bao giờ làm trái ý của cụ, và cũng chưa bao giờ giúp việc cho giáo hội sai một điều nào trước cụ. Cho nên cụ tin tưởng lắm. Cụ, cái ông này ông nói gì là mình phải suy nghĩ, đừng vội gạt đi. Đấy. Cho nên xin thưa quý vị, cái định hướng trong đó có cái nhìn nhận, và chính sự nhìn nhận để giải quyết vấn đề là hết sức quan trọng. Và chính cái sự nhìn nhận để mình thể hiện sao cho nó phù hợp. Xin thưa quý vị, tôi sang vấn đề thứ năm là trang bị cái khả năng miễn dịch cho truyền thông Phật giáo. Người ta cứ nghĩ làm truyền thông là không liên quan gì tới miễn dịch hay miễn dịch. Xin thưa, truyền thông cũng có cái miễn dịch và không miễn dịch. Nó cũng giống như ngoài đời chúng ta, sức khỏe của con người nhờ dinh dưỡng, nhờ tập luyện mà có. Nhưng quan trọng nữa cũng là nhờ những liều vaccine làm cho con người miễn dịch
với một số căn bệnh trong đời sống xã hội, đó là sức khỏe con người. Tâm hồn, tâm lý, tình cảm và ý chí của con người cũng tương tự. Người nào cũng có suy nghĩ, có niềm tin, có đạo đức, có những giá trị tinh thần, tâm linh trong con người. Nhưng người nào va đập nhiều, được học hành đúng mức, được truyền thụ bài bản, thì người đó hiểu và ứng xử tốt với những tình huống diễn ra trong đời sống xã hội. Người nào hiểu sâu sắc, rèn luyện, trang nghiêm, thì tính nghiêm túc và sự chuẩn mực sẽ rất cao, ứng xử sẽ rất tốt. Cho nên mới có câu chuyện Đức Phật thì người ta chửi, Ngài cũng không nói gì, đúng không ạ? Nhưng mà người đệ tử của Đức Phật thì mới nghe chửi về thầy của mình thôi, đã nổi khùng lên, đánh lại người ta, có đúng không ạ? Bởi vì không được, chưa được trang bị, chưa được tu tập đúng mức. Thế thì xin thưa quý vị, đối với người làm công tác truyền thông, ngoài những kiến thức đã có, cũng cần trang bị kinh nghiệm để miễn dịch đối với những sự xúc phạm, những vấn nạn trong cuộc sống, và đặc biệt là những vấn đề mà liên quan trực tiếp tới ngòi bút, tới lời nói của mình. Cái này có được phải qua sự rèn luyện, qua tập, qua tu và qua kinh nghiệm cuộc sống. Có rất nhiều người trước một vấn đề họ điềm tĩnh, suy nghĩ trước sau, sau đó mới lên tiếng nói. Và tiếng nói của họ đủ trọng lượng, đúng lúc, đúng chỗ để giải quyết vấn đề. Nhưng có nhiều người không miễn dịch được, chưa hiểu vấn đề, vội viết ngay. Mà viết ngay, xin thưa ở đây, có một cư sĩ tuổi đã lớn hơn tôi tới 12 tuổi, bất cứ sự kiện gì anh cũng đều viết, bất cứ cái gì anh nghe anh thấy anh đều viết. Nhưng tôi có góp ý với anh là chỉ nên viết 1/4 số bài trong khả năng anh viết được. Nhưng mỗi bài là một nội dung hay, mang tính thuyết phục. Còn đừng lấy tính thời sự, nhiều khi tính thời sự nó sai. Và đặc biệt trước những bức xúc, trước những bất công của đời sống xã hội thì anh viết gay gắt, và thậm chí không phải đổ dầu vào lửa mà đổ xăng, thậm chí còn cả xăng máy bay vào lửa đấy. Cho nên làm cho vấn đề phức tạp hơn. Thế thì xin thưa là đó là câu chuyện có thật. Thế thì trang bị cho mình kiến thức là rất tốt, nhưng đồng thời còn trang bị cho mình kỹ năng, kinh nghiệm và cách ứng xử trước những vấn đề của đời sống xã hội, đời sống tôn giáo, xem như đó là khả năng miễn dịch trước những cái bất lợi, để từ cái đó giúp cho giáo hội, giúp cho Phật giáo ngày một tốt hơn. Xin thưa quý vị, trong thời gian không dài của buổi sáng, trao đổi với quý vị về những vấn đề có liên quan tới truyền thông như thế, những vấn đề đó không nằm ngoài luật báo chí, không nằm ngoài chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước đối với truyền thông nói chung và truyền thông Phật giáo nói riêng. Phật giáo hiện nay đang được ưu ái rất nhiều từ những số báo, từ những kênh truyền thông và những trang website. Rất mong ban truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau lớp tập huấn này vừa trang bị kiến thức để nâng cao sự hiểu biết, vừa trang bị kinh nghiệm để nâng cao khả năng ứng xử, nhưng quan trọng nhất là chấn chỉnh
lại hoạt động truyền thông từ trung ương cho tới địa phương, và phân cấp, phân nhiệm về từng lĩnh vực, về từng địa phương, từng khía cạnh để làm sao mang tính chuyên sâu. Có những người chuyên về Phật giáo, chuyên giới luật Phật giáo, có những người chuyên hoằng pháp Phật giáo, có những người chuyên văn hóa Phật giáo, có những người chuyên đối ngoại Phật giáo, vân vân. Rồi từng vùng cũng phân những người theo dõi để làm sao phát hiện kịp thời các vấn đề, xử lý kịp thời các vấn đề và giúp cho các vấn đề được giải quyết nhanh gọn, đơn giản nhất. Tôi xin thưa với quý vị, nhiều khi vấn đề truyền thông bé tí nhưng mà vì chúng ta không hiểu và chúng ta muốn đẩy lên thành cái rất lớn, đúng không ạ? Trong câu chuyện cổ có nói rồi, có một nhà đánh được con chuột, người hàng xóm chạy sang nhà bên nói nhà đó vừa đánh được con chuột to lắm. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai nói nhà đó đánh được con chuột to như con mèo. Người thứ ba nói nhà đó đánh được con chuột to như con chó. Người nữa nói nhà đó đánh được con chuột to như con dê. Và rồi cuối cùng con chuột thành con voi. Nhưng người khác đến thì chỉ thấy con chuột là con chuột. Ơi, sự thật nó là con chuột, nhưng mà vì cái truyền thông nó không chuẩn. Mà cái truyền thông không chuẩn thì tai hại vô cùng. Quý vị nghe cái câu chuyện trong chuyện cổ Tăng Sâm giết người, đúng không ạ? Bà mẹ đẻ đứa con ra, nuôi dạy rất tích cực. Khi gần chợ thì nói giả ông làm thịt lợn, đến trường thì nói giả người học trò, người thầy giáo. Bà biết đến trường tốt hơn, bà quyết định chuyển con đến trường gần trường để ở. Con ngoan đến mức không sai lời mẹ bất cứ câu nào. Thế mà một lần con đi làm ăn xa ở nhà, bà mẹ nghe người hàng xóm nói Tăng Sâm giết người. Bà đang nghĩ con ta không bao giờ giết người. Nhưng người thứ hai đến nói Tăng Sâm giết người ngoài chợ. Bà cũng nghĩ con ta không thể giết người ngoài chợ được vì nó ngoan lắm. Rồi người thứ ba nói Tăng Sâm giết người chết ở ngoài chợ. Ba người nói thì không thể sai được. Bà nghĩ là hỏng rồi, con ta hỏng rồi. Bà quyết định bỏ nhà bà chạy. Nhưng khi ra đến chợ thì không phải có người chết, không bị giết, mà vì tin đồn khác nhau, Tăng Sâm đó cũng không phải con bà đó. Đấy mà tác dụng của truyền thông lập đi lập lại, nói đi nói lại, nó ghê gớm đến như thế. Cho nên xin thưa, cái tốt mà lập đi lập lại mãi thì xã hội sẽ tốt. Còn cái xấu mà lập đi lập lại mãi, nó sẽ ăn sâu vào não của xã hội, xã hội sẽ có vấn đề. Chính vì thế hôm nay trong buổi đầu tiên của khóa bồi dưỡng lãnh đạo truyền thông đối với Phật giáo, chúng tôi chỉ mong làm sao Phật giáo thật sự là một tôn giáo tích cực, truyền thông Phật giáo thật sự là một kênh để thể hiện những giá trị tốt đẹp của đời sống xã hội, và đặc biệt khuyến khích xã hội theo những tấm gương tốt lành.